Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình bắt đầu xước heo nha các bạn. Mình còn 12 con heo thịt á. Thì hôm nay thì bắt đầu mình xước heo. Giá heo của từng địa phương của các bạn á, như thế nào á, thì các bạn cứ bình luận xuống để cho mình tham khảo giá heo hơi của các bạn nha. Là lái vô trả mình là 64 nha. Hôm nay là lái bắt trước 3 con. Thì bây giờ mình sẽ quay cái tổng đàn mình cho các bạn xem như thế nào, cái đàn heo của mình nó như thế nào nha. Xem cái đàn heo của mình nó được bao nhiêu ký nha các bạn. Ở đây thì mình quay tổng thể cái đàn heo của mình cho các bạn tham khảo nha. Đàn heo của mình hiện tại là 12 con, buổi sáng thì mình chưa làm vệ sinh nha các bạn. Thì lái hôm qua thì vô đã bỏ cọc cho mình rồi á, bỏ cọc cho mình trước 5 triệu là bắt heo mình giá 54. Thì các bạn đón xem cái trọng lượng của cái đàn heo mình 12 con này là được bao nhiêu ký nha. Sáng nay á, thì lái chỉ bắt trước 3 con thôi các bạn. Rồi một tí nữa cân xong á, thì mình sẽ báo kết quả cho các bạn xem, để các bạn phỏng đoán thử cái đàn heo của mình có đúng hay không nha. Bây giờ bán thì mình sẽ lựa những con mà vừa vừa, không có chọi nhất mà cũng không có nhỏ nhất, để cho các bạn dễ đón và dễ tham khảo. Các bạn có thể dự đoán giá heo hơi trong thời gian tới thì khi nào có thể tăng lại hay không? Các bạn cứ bình luận xuống để cho mọi người cùng tham khảo giá heo hơi như thế nào nha các bạn. Chứ bây giờ giá heo hơi tuột thì nuôi không có lời các bạn ơi. Trước khi bán heo thì các bạn sử dụng sát trùng và pha sát trùng đầy đủ nha. Khi mà xe heo đến thì chúng ta sẽ phun sát trùng xe heo trước nha các bạn. Đây là mình đi phun sát trùng xe heo nè. Khi mà các bạn phun sát trùng á, thì các bạn sẽ phun giáp dòng xe luôn nha các bạn. Các bạn phun trên và các bạn phun dưới gầm xe luôn, để đảm bảo là nó tiêu diệt được mầm bệnh nha các bạn. Các bạn nên sử dụng sát trùng, thứ nhất là sát trùng bột, là Neogen hoặc là vi công. Sát trùng mà có tính mà xịt vào là diệt khuẩn liền nha các bạn. Còn sát trùng nước á, là nó diệt rất là chậm nha. Các bạn nên ưu tiên xài sát trùng loại tốt khi bán heo và phun khử trùng xung quanh, và phun dép ủng xung quanh của người bắt heo. Sáng nay trời mưa thì đất hơi lún nha, xe heo nó bị dính lầy. Trung bình 3 con này là 107 kg nha các bạn. 105, 106, 111 nha. Đây là hình ảnh tượng trưng nha các bạn. Chứ 3 con thì nó không được bao nhiêu tiền đấy đâu. Mỗi lần mình xức heo xong á, mình đều ngâm tiền qua sát trùng, rồi mình đem phơi lại để đảm bảo quá trình phòng dịch. Tại vì lái heo á, là tiếp xúc với rất nhiều heo và rất nhiều mầm bệnh trong lò. Là họ dính trên tay họ, họ cầm qua tiền. Tiền là vật trung gian để lây bệnh cho cái đàn heo của mình. Nên mình phải ngâm sát trùng để đảm bảo quá trình phòng dịch của cái chuồng mình, cái trại mình được tốt nha. Các bạn làm theo cách của mình là tối ưu rồi chứ. Hoặc là các bạn sử dụng bóng đèn UV, nhưng mà ngâm sát trùng nó sẽ tối ưu hơn sử dụng bóng đèn UV nha các bạn. Các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.